Đấy, anh em chỉ cần biết đọc là sẽ lắp được bộ này anh em nhá. Nhưng mà anh em không biết đọc thì tôi chịu anh em ạ. Đấy, combo để giúp anh em giảm tiền điện anh em ạ. Nhưng mà nếu như anh em nào mà chưa biết đọc chữ thì thôi cũng không nên mua anh em ạ. Thật sự là như thế. Đấy, anh em ấy ít nhất anh em cũng phải đọc được cái số anh em ạ. Chẳng như là cái số anh em nhìn này. Số 4 này anh em phải đọc được anh em nhá, hoặc số 1 này. Đấy, nó là tiếng Việt thôi anh em ạ. Alphabet chứ không phải tiếng Trung thôi anh em ạ. Nên anh em chắc chắn là đọc được. Đấy, chẳng như là anh em nhìn cái số 1 này, số 2, số 3, số 4, số 5 này. Đấy, anh em nhìn anh hiểu đúng không? Sau đó là bật cái 1 này, chờ 5 giây, bật 2 chờ 5 giây này. Bật 3 chờ 5 giây, bật 4 chờ 5 giây và bật 5 chờ 5 giây. Thì cái này anh em phải đọc được anh em nhá. Còn nếu không đọc được thì tôi cũng chịu anh em ạ. Đấy, cách lắp cái bộ combo giảm tiền điện của anh Dũng này nó rất là đơn giản rồi. Chứ cả chỉ cần biết đọc là dùng được anh em. Mỗi thế rồi. Đầu tiên thì anh em sẽ cấp các cắm cái dây cho mình nhá. Đây, đầu tiên cái bộ này sẽ như này này. Anh em gạt tắt hết hát này, anh em nhìn này. Anh em tắt kích này nhá, tắt kích này. Ok này. 5 này. Ok, xong. Bắt đầu nhá, anh em cắm dây này. Em hình dung cắm dây nhá. Cắm dây anh em sẽ cắm từ dây 1 trước này, anh em nhìn này. Đây nó ghi dây anh em này. Dây 1 này, tấm pin là 1 này. Ok này, xong này. Sang dây 2 này, tấm pin vào MD 1 này. Sang dây 3 này. Ắc quy vào MD này. Đấy, sang dây 4 này, tấm pin này. Tấm pin 2 này. Đấy, sang dây 5. Tấm pin vào MD 2 này. Sang dây 6 này. Ắc quy vào MD 2 này. Ok này. Sang dây 7. Sang dây 7 sẽ là dây hòa lưới anh em nhá. Em nhìn là dây hòa lưới này. Sang dây số 8 này, dây kích điện này. Đấy, sang dây số 9 là dây ắc quy anh em này. Đấy. Anh em cắm vào cứ từ 1 cho đến 9. Ok nhá. Còn ở đầu trên này anh em này, hòa lưới thì anh em lắp vào hòa lưới này. Kích anh em lắp vào kích này. Đấy, đúng cộng trừ nhá, đỏ đen nhá. Cái này đỏ đen mà nhầm nữa tôi cũng chịu anh em ạ. Đấy, xong còn cái con này thì cắm ổ điện. Hòa lưới cắm ổ điện. Còn cái con 4500W này thì anh em cắm vào cái bộ để giới hạn công suất nằm ở đây là xong. Sau đó anh em gạt cho mình cái môn lên nhá. Gạt môn này, chờ 5 giây này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 giây. Ok, bắt đầu cái con 4500 nó chạy này. Xong anh em gạt thứ 2 đi này. Ok, bắt đầu tấm pin 1 cấp điện vào. Xong. Chờ 5 giây. Ok, tấm pin 2 cấp điện vào. Ok, xong. Anh em gạt điện hòa lưới lên thì là nó sẽ có điện vào hòa lưới này. Anh em nhá. Thì sẽ có điện vào hòa lưới. Đấy, khi có điện vào hòa lưới xong rồi, cấp điện hòa lưới đúng không, thì anh em bắt đầu chuyển sang bật át kích nữa. Đấy, chờ 5 giây. Bật át kích ạ. Ok này. Bật át kích xong rồi, em bật cái kích công cấp kích lên cho mình nhá. Chờ 5 giây bật này. Đấy. Thế thôi. Thế là 20 giây sau nó mới cấp điện ra cái con này để dùng. Thế là ngon rồi. Đơn giản. Thế này anh em vận hành thôi. Còn nếu anh em không muốn dùng nữa thì anh em cứ từ 5 lại quay về 1 cho mình là xong. Đấy, nó thật là dễ lắm rồi anh em ạ. Đấy, cái cách vận hành như vậy thôi. Đấy, siêu dễ rồi. Còn tấm pin thì anh em lắp 4 tấm 450 cho mình thôi. Tức là mỗi một con 4500 này chơi được 4 tấm 450. Con này thế này là bền nhất. Còn nếu mà lắp 5, 6 tấm vẫn chạy nhưng mà nó sẽ không bền. Nên khuyên thật là chỉ nên lắp 4 tấm thôi anh em ạ. Thì anh em được 8 tấm. 8 tấm tầm khoảng 3.2 đến 4 kg điện. Thế là thoải mái dùng rồi. Nhòe rồi anh em ạ. Một ngày cứ tầm 15 số đến 16 số sạc chạy khỏe lắm rồi.